Đúng nhận, sai cãi. Mệt quá, đã đọc sách cả ngày rồi, còn hai hôm nữa là đến kỳ thi. Mình phải ra thị trấn cầm thú một lúc cho khuây khỏa mới được. Chà, sầm uất quá, kinh thành có khác. À! Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, để tôi nhặt giúp cô. Công tử, táo của cô đây, thành thật xin lỗi. Không sao ạ. Người đâu mà đẹp thế không biết, ước gì... Không được, tỉnh lại đi nào. Phải tập trung vào việc đèn sách cho tốt đã. Sau này công thành danh toại, chắc chắn mình sẽ tìm được nàng bằng được. Giấc mơ thật kỳ lạ, không biết là điềm báo gì đây. Không, chắc do mình mệt quá, mơ lung tung đấy mà. Không, không được, ngày mai mình phải tìm thầy giải mộng mới được. Tốt nhất là anh nên về quê thôi. Về quê? Sao lại thế ạ? Giấc mơ đó là điềm gỡ. Anh xem, trồng rau trên tường không phải là phí công sức sao? Đội mũ che ô chẳng phải là thừa sao? Cô gái đã nằm trên giường còn quay lưng lại chẳng phải là hết mong chờ được gì nữa sao? Thất bại rồi. Thật thế ư, thưa thầy? Tôi đã xem và giải mộng cho hàng ngàn người, anh không tin tôi sao? Vậy cứ đi thi đi, đến lúc uổng công thì đừng có trách tôi nhé. Mà chưa biết chừng anh đi thi còn gặp chuyện rắc rối nữa ấy chứ. Đúng là điềm báo rồi, khi không lại mơ giấc mơ kỳ lạ đến vậy. Chỉ còn một ngày nữa là thi rồi. Chán quá, số mình thật xui xẻo. Công danh, tình yêu, mình đều không được gì cả. Thế thì còn ở lại đây làm gì nữa? Ông chủ, cho tôi trả phòng. Sao? Trả phòng ư? Vâng, chiều nay tôi sẽ hồi hương. Sao? Hồi hương ư? Chẳng phải ngày mai khách quan sẽ dự thi sao? Sao hôm nay lại muốn về quê? Chuyện là thế này. Thế đấy, điềm gỡ đã báo trước. Vậy thì tôi còn tốn công đi thi làm gì? Đằng nào cũng trượt thì về quê luôn cho sớm. Khách quan cứ bình tĩnh, tôi cũng biết nhiều về giải mộng. Khách quan hãy nghe đây. Là sao ạ? Này nhé, trồng rau trên tường chẳng phải là chỗ rất cao sao? Đội nón che ô không phải là lần này cậu đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi sao? Nằm đối lưng với cô gái đó không phải là chỉ cần trở mình là đến nơi sao? Điều đó chẳng phải báo trước cậu sẽ gặp điềm lành sao? Ồ, nghe cũng thật có lý. Giải mộng cũng chỉ là giải mộng mà thôi. Quan trọng là khách quan phải tin vào năng lực của bản thân. Đã chuẩn bị kỹ càng rồi thì còn gì phải lo lắng nữa. Cứ tự tin đi thi, ắt sẽ đỗ cao. Cảm ơn ông, tôi sẽ không bỏ cuộc. Thank you.
ơn ông đã khuyên tôi. Đúng là phải tin tưởng vào bản thân thì mới có nhiều cơ hội dẫn tới thành công. Ồ, không có gì, không có gì. Chúc mừng Tân Quang. Tài khoản ngân hàng đặc biệt. Uống đi anh em. Ở đây hoài chán quá à. Hay là mình qua trung tâm thương mại mua sắm đi anh. Em chưa có cái váy mới nào để mặc vào ngày mai đi tiệc sinh nhật cùng anh cả. Ok, ý muốn của em là mệnh lệnh của anh. Em ơi, tính tiền. Dạ. Dạ, đây là hóa đơn của anh ạ. Vì anh là khách VIP nên vẫn được chiết khấu 10% như mọi khi ạ. Không cần, 10% đó anh bo cho em luôn. Dạ, cảm ơn anh. Chà, đúng là thiếu gia có khác. Chuyện người yêu của em phải đẳng cấp chứ. Dạ, thưa anh. Dạ, số tiền trong tài khoản của anh đã bị khóa, không thể thanh toán hóa đơn ạ. Sao, có nhầm không đấy? Anh, chuyện này là sao? À, anh cũng không rõ nữa. Sao lại khóa là thế nào? Ông trả hộ tôi nhé, mai tôi sẽ gửi lại ngay. Được thôi. Ngượng mặt quá. Ba tôi đâu? Tôi cần gặp ba tôi gấp. Dạ, ngày chủ tịch hội đồng quản trị đang họp, không thể gặp anh vào lúc này ạ. Vậy cô giải thích cho tôi, tại sao tài khoản của tôi lại bị khóa? Dạ, đấy là chỉ thị của ngài chủ tịch. Có đùa không vậy? Đường đường là thiếu gia, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng lớn mà trong túi không có một đồng nào sao? Cô cứ đợi đấy mà xem. Đi thôi em. Nhưng mà đi đâu? Không có tiền làm sao mà đi đâu được? Yên tâm, anh hứa sáng mai là lại có tiền thôi. Nhớ nha. Anh hứa, được chưa? Sao con về muộn vậy? Đi đâu mà ba gọi mãi không được? Ây, ba đây rồi, con cũng đang muốn nói chuyện với ba đây. Có phải ba ra lệnh khóa tài khoản của con lại không? Đúng vậy. Ba sao vậy? Không có tiền, con biết sống sao? Con có thể tự kiếm tiền để sống. Từ bây giờ, ba muốn con tự lao động và kiếm sống để biết được giá trị của đồng tiền. Ba không thương con sao? Ba muốn con trai của ba vất vả làm lụng cả ngày để ốm lăn ra đấy à? Chính vì thương con nên ba mới làm như vậy. Được rồi, con nghe theo ba. Nhưng ba ơi, nếu muốn bắt tay vào khởi nghiệp, ba cũng phải hỗ trợ con một chút vốn chứ. Ba đầu tư vốn cho con nha. Con hứa từ nay sẽ tu tỉnh làm ăn, không làm phụ lòng ba nữa. Được con trai, từ mai mỗi sáng thức dậy, trong tài khoản của con sẽ có 86.400 đô. Con hãy cố gắng tận dụng để làm những việc có ích. Thật à ba? Con cảm ơn ba, con biết ba yêu con nhất mà. Chà chà, trong này chắc hẳn đã có 86.400 đô rồi đây. Ba chưa bao giờ thất hứa với mình cả. Anh à, em đây, anh gọi chi mà sớm vậy? Dậy đi cưng à, dậy đi, anh qua đón đi ăn sáng, rồi mình đi shopping, tối còn đi sinh nhật bạn anh chứ. Thật á, em dậy rồi, anh qua ngay nha. Chị chọn hết chỗ này. Dạ, chị thật tinh ý, đây toàn là những mẫu đẹp nhất trong bộ sưu tập mới của bên em đó ạ. Chị vui lòng chờ chút để em tính tiền ạ. Dạ, của anh chị hết 38 triệu ạ. Đây em. Ờ, dạ thưa anh, tài khoản này đã bị khóa, không thể thanh toán được ạ. Sao? Anh đùa cợt em phải không? Anh thật quá đáng, từ nay đừng gọi cho em nữa. Mang tiếng công tử nhà giàu mà trong túi chẳng có lấy một xu nào. Ha. Ờ. Ba thật quá đáng. Ba làm gì thế? Sao ba hứa với con mỗi sáng sẽ cho con 86.400 đô vào tài khoản? Chuyện này là sao? Đúng vậy, con đã có nó rồi còn gì. Làm gì có đồng nào chứ? Ba xem đi, cái thẻ của con vẫn còn đang bị khóa đây nè. Con trai, ba không nói tới tài khoản này mà là một tài khoản khác cơ. Còn tài khoản nào nữa? Trước đây con chỉ dùng có mỗi cái tài khoản này thôi ba. Ba thừa biết mà. Đúng, trước đây con chưa từng dùng tới cái tài khoản đó, mà cũng không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Tài khoản ngân hàng mà ba đang nói tới
tên của nó là Thời Gian. Sao cơ? Mỗi người trong chúng ta đều có một tài khoản như vậy. Mỗi buổi sáng, tài khoản của con sẽ tự động được cộng thêm 86.400 giây. Dù con có dùng hết hay không, thì cuối ngày, nó đều tự động xóa sạch tài khoản. Mỗi ngày, nó sẽ mở một tài khoản mới cho con. Nếu con không dùng hết số đó, hoặc lãng phí để nó tự chết đi, thì sự mất mát là do con. Hãy biết quý trọng thời gian, con trai à, và dùng nó vào những công việc thực sự có ích. Để mỗi ngày trôi qua, con không bị mất một giây phút thừa thãi nào. Ba tin con sẽ làm được, con trai của ba. Ba, con hiểu rồi. Cảm ơn ba vì đã cho con thấy được tài khoản ngân hàng đặc biệt quý giá ấy. Cưỡi trên lưng hổ. Huy đây à con. Ba. Sao hôm nay lại rảnh rỗi về thăm ba giờ này? Ngồi với ba, uống chè xanh hay chơi với ba ván cờ nhé. Con đâu có rảnh ba, con đang có chuyện bực mình, tâm trí đâu mà chơi cờ nữa à? Con sao vậy? Dạo này ba thấy con hay bực bội, nóng tính. Vâng, mà con cũng chẳng hiểu sao, lúc nào ba cũng thảnh thơi, an vui được. Trong khi con thấy cuộc sống này đúng là một mớ hỗn độn, rối bời. Nếu con có nhiều tâm sự, cha đất sẵn sàng lắng nghe. Con trượt mất chức trưởng phòng rồi, chức ấy lại vào tay lão Hùng. Mà con chúa ghét cái lão ấy, lúc nào cũng gặp may, làm việc gì cũng được người giúp đỡ. Nhà thì giàu, lại có vợ là con sắp lớn. Nói chung, cái gì ông trời cũng ưu ái hết cho. Cũng bằng tuổi con, mà nào là nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn, lại còn chức tước, địa vị. Ra vậy, này Huy, con đừng có giống như bác tiều phu, nhìn thấy chàng trai trên lưng hổ. Dạ, con không hiểu ý ba. Để ba kể cho con nghe, rồi con sẽ hiểu. Gần đây thấy nhiều người nói trong rừng có hổ, chẳng may mà mình gặp phải, thì đúng là tiêu đời. Làm sao đây? Mình sắp không trụ nổi mất. À! Ôi! À! Ôi! Phải bám chặt lấy. Rơi xuống là mình chỉ có nước chết. Hả? Trời ơi! Anh ta giỏi quá. Cởi được cả hổ. Thật là anh hùng tái thế. Sức khỏe phi thường. Cởi trên lưng hổ. Chàng trai trẻ thật sự rất khổ sở. Vậy mà người ngoài nhìn vào lại thấy thật ngưỡng mộ, ghen tị. Con có thấy mình giống như người tiều phu ấy không? Đứng bên ngoài ghen tị một cách mù quáng với cuộc sống của người khác. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Đứng bên ngoài, ta đâu biết được cuộc sống của họ thật sự có như những gì ta nhìn thấy. Cơ mà... Hãy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của mình. Có gì hưởng nấy, đừng ganh ghét, kèn cửa làm gì, để luôn được thảnh thơi, an vui. Ba, con hiểu rồi. Đúng là ngồi bên ba, việc gì cũng có thể thông suốt được. Để con hầu ba một ván cờ. Có thế chứ, con trai. Hãy quay về bên nhau. Anh không ngờ em lại lắm đồ thế này đấy.
con gái ai chẳng nhiều đồ chứ. Vậy là ngày kia mình làm lễ cưới rồi, ngày đó sẽ ra sao nhỉ? Sao vẫn hồi hộp quá. Này, liệu đến phút cuối em có hối hận không đấy? Em hối hận thì giờ này dọn đồ đến đây làm gì hả? Thôi, mau sắp xếp lại đồ đạc đi ngài. Tuân lệnh. Anh nhìn nè, đây là cuốn sổ mà thời sinh viên anh lén để vào ngăn bàn tặng em đấy. Còn nhớ không? Nhớ chứ, sao mà quên được. Lúc đó anh đã không đủ can đảm để đối diện em, nên mới phải lén lút để vào ngăn bàn. Em chưa viết gì vào đó sao? Em chưa, nhưng sau khi mình cưới nhau, em sẽ ghi nhật ký hàng ngày vào đó. Hay đấy, cả hai chúng ta sẽ cùng viết vào đó. Mỗi khi có điều vui hay đáng nhớ, hoặc có điều gì đó nói với nhau, chúng ta hãy viết hết vào đây. Em thấy sao? Được rồi, em duyệt, quyết định vậy nhé. Ngày 3 tháng 4, sinh nhật chồng. Vợ yêu tự tay làm bánh gato. Bánh có mùi khét, thật đặc biệt. Em ơi! Sao vậy anh? Có chuyện gì sao? Anh vừa được tăng lương. Ngày 28 tháng 7, vợ ốm. Chồng thương vợ biết bao. Giá như chồng có thể ốm thay vợ. Ngày 6 tháng 8, chồng yêu đi công tác, mình vợ ở nhà. Căn nhà trống trải biết bao, rất nhớ. Ngày 1 tháng 3, vợ chính thức đi làm công việc vợ yêu thích. Ngày 10 tháng 7, một tuần nay chồng chỉ ăn cơm ở nhà một bữa. Chồng bận đến vậy sao? Tại anh mà tôi trở nên như thế. Anh thật quá đáng. Được thôi, là do anh hết chứ gì. Em chẳng xem anh ra gì cả. Hôn nhân không thể đảm bảo điều gì khi mà giờ đây những cuộc cãi vã giữa họ bắt đầu dày đặc. Họ không còn cảm nhận sự hạnh phúc cũng như thấu hiểu dành cho nhau. Cuộc hôn nhân đi đến bế tắc thật sự. Nếu đã mệt mỏi đến vậy thì hãy ký vào đây và giải thoát cho nhau đi. Em thật sự muốn vậy à? Đúng thế. Vậy được thôi. Vậy em cứ ở đây, anh sẽ dọn đi. Không, em sẽ đi, anh cứ ở lại. Anh sẽ đi, em hãy ở lại đây, chiều mai anh sẽ dọn đồ. Ngày 10 tháng 2, đêm tân hôn chúng mình. Nhìn thấy anh ngủ say bên cạnh em hạnh phúc biết bao. Alo, anh đang dọn đồ, em hãy về nhà một lúc được không? Để làm gì vậy? Anh có thứ muốn giao lại cho em. Nó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh đưa cho em làm gì? Đã lâu chúng ta không viết gì vào cuốn sổ. Hôm nay anh đã ghi những dòng cuối cùng vào đó. Em có muốn viết những dòng cuối cùng vào đó không? Không. Ừ, em cứ làm gì nó tùy em. Anh đi đây. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Thật buồn vì chúng ta phải đi đến kết cục như ngày hôm nay. Đọc lại những trang nhật ký, anh mới nhận ra rằng chúng ta đã có với nhau biết bao hạnh phúc. Những ngày đó thật đẹp. Anh muốn ôm và giữ thật chặt em ở lại bên đời anh, như chưa từng có cuộc chia ly này. Chồng ơi, em cũng vậy mà. Đừng đi, em yêu anh. Lá thư trên cổ mèo con.
Rose, em định bao giờ gửi Tom đi chỗ khác? Bác sĩ dặn khi nào mang thai không nên nuôi động vật, em quên rồi à? Em biết, nhưng em chưa tìm được nơi nào yên tâm để gửi gắm Tom cả. Em cũng chưa muốn xa nó. Nếu em chưa tìm được ngay á, thì ngày mai anh sẽ gửi nó ở cửa hàng thú cưng nhờ người ta tìm hộ. Đây không phải là chuyện đùa để có thể chậm trễ đâu em. Em biết rồi, anh cứ để em thu xếp vài hôm nữa, em sẽ tìm nhà cho Tom. Ơ kìa anh. Để anh mang nó ra ngoài, lúc nào cũng lanh quanh trong nhà. Sao anh lại làm thế? Anh đã nói với em nhiều lần rồi, nhưng em có chịu nghe đâu. Anh phải bảo vệ con của chúng ta chứ. Tom, uống sữa nào. Mày đâu rồi? Tom, Tom. Mèo, mèo, mày đâu rồi? Chú mèo xinh quá. Sao mày lại ở đây một mình thế? Tội nghiệp, nhìn mày mệt mỏi quá. Đói lắm rồi phải không? Ăn chút bánh đi này. Con mèo bé nhỏ tội nghiệp, chắc là bị chủ bỏ rơi rồi. Hay là mình mang về nhà nuôi, bà ấy chắc cũng sẽ rất thích có nó, bà ấy sẽ bớt cô đơn. Bà nó ơi, xem tôi mang gì về đây này. Ôi, một chú mèo, đáng yêu quá. Con mèo đêm nào cũng kêu. Ai, nghe tiếng kêu của nó buồn quá, chắc nó nhớ nhà. Tội nghiệp mày, đôi mèo rồi, sao không ăn gì? Ông ơi, tôi thấy thế này không ổn, hay chúng ta thả cho nó đi, nó sẽ biết tìm về với chủ cũ. Ai, bà thật sự muốn như thế hả? Bà sẽ không buồn chứ? Trời ơi, mày đây rồi. Những ngày qua mày đã đi đâu vậy? Tít ơi, Tom về rồi anh à. Gửi người chủ của chú mèo đáng yêu này. Cảm ơn trời đất vì chú mèo đã đến với gia đình của tôi trong lúc chúng tôi cô đơn nhất. Dù chúng tôi đã rất yêu thương và chăm sóc, nhưng chú mèo vẫn rất nhớ nhà, nhớ chủ cũ. Tôi biết ở một nơi nào đó cũng có những người đang nhớ thương chú mèo, nên chúng tôi đã để chú đi. Tôi cầu nguyện cho chú về nhà bình an bên những người thân yêu nhất. Có lẽ anh sẽ làm cho Tom một ngôi nhà nhỏ ngoài hiên. Chúng ta có thể giữ Tom ở lại, nhưng em nhớ không được ôm ấp nó quá nhiều đấy nhé. Ôi, cảm ơn Nick. Tom ơi, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!